chào các bác. Hôm nay Cabrus bên em xin phép review cho các bác chiếc màn hình Android Z-Stick đã nâng cấp cho một chiếc Focus. Đấy, thì đây là cái giao diện sau khi mà bên em đã hoàn thiện xong. Thì các bác để ý là cái dòng xe Focus thì một số mặt dưỡng cũ đời cũ nó sẽ là mặt phẳng. Nồi này thì cái ánh sáng khi mà nó chói vào ấy, thì đi một buổi ban ngày ấy, nó hơi chói. Thì hiện tại bên em có cái giải pháp dưỡng mới thì là nó sẽ chìm màn hình xuống như này. Đấy, thì các cái phím nó sẽ chuyển hết sang bên ngoài vì ở từ nút back đấy, menu nó sang bên ngoài này các bác nhé. Đấy, thì đây là cái giao diện màn hình này. Cái sản phẩm hiện tại anh chủ anh nâng cấp là một chiếc màn hình Android Z-Stick Z850 đến 360. Đấy, thì đây là cái giao diện 360 của sản phẩm này. Thì bác có thể nhìn thấy là đây là hiện tại em đang quay vào thời tiết buổi tối đã bật đèn. Đấy, anh em bật đèn. Cái chất lượng camera hành trình thì nó sắc nét như này. Đấy, khả năng là nhìn thấy cả mặt đường rõ luôn. Mình có thể thao tác hai bên lề các bác nhá. Đấy, ví dụ như là các bác thể thao tác hai bên lề này. Đấy. Hai bên luôn, hai bên bánh. Đằng trước đằng sau thì đây là đằng sau này. Đấy. Trước này. Trước đèn hiện tại em cũng đã đục đèn cho anh em, chất lượng ánh sáng đèn qua camera rất là đẹp. Tuyệt vời. Như này nó quá ưng. Hai bên. Đằng sau này. Đằng sau quay rất là xa rồi các bác nhá. Cái tầm quét của camera sau lùi hiện tại nó góc rất rộng luôn, sát đuôi xe này các bác có thể nhìn thấy là từ mép xe xuống phía dưới này rất sát xe và về phía đuôi xe rất rộng. Đấy, hai bên luôn. Đấy, các bác có thể chuyển chế độ 3D và 2D. 3D thì các bác có thể view quay xung quanh xe như này. Đấy. Đấy, 3D xung quanh xe. Đấy. Cái màu sắc xe thì hiện tại là màu nền của sản phẩm thì các bác đã biết rồi, dòng Z-Stick là có thể tùy chỉnh hai màu sắc thì các bác chỉ cần bấm tay vào màn hình này thôi. Đấy, thì các bác có thể tùy chỉnh thay đổi, bấm lưu lại có. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang màu vàng hoặc là màu đỏ tùy theo cái màu sắc phong thủy mà các bác thích. Đấy, lưu lại. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Thì đây là cái giao diện phía trong của màn hình nhé. Đấy. Cái dòng sản phẩm DST ấy, thì nếu mà báo lỗi là hiện tại là riêng cái dòng phone sẽ báo lỗi, nó có cái hỗ trợ cắt chỉ âm thanh thì tí nữa em sẽ cắt chỉ âm thanh lại cho các bác. Đấy, gì xem lại cái xe đạp hai chân này được không? Đấy, đang nói về đèn cơ. Đây là giao diện này, các bác có thể chuyển sang cái mức hiện tại là bác ấy đang thích thích loại xe. Đấy, ví dụ là bán cái gì trên này luôn. Đây là biển số xe này, anh thích hẳn để Lamborghini anh. Dạ vâng, ok anh. Đấy, thì đang nghe như này có một cái rất là hay là của cái dòng Z-Stick là cái phần nghe nhạc video các bác để bên ngoài luôn. Các bác muốn dừng các bác chỉ bấm dừng ở đây cái là dừng luôn này. Đấy. Và bấm là mở thì mở ngay lập tức. Đấy, rất là tiện. Và bản đồ thì nó sẽ hiển thị ba cái bản đồ ở đây luôn. Đấy. Bác có thể mở ngay cái map để kiểm tra vị trí hiện tại của bên em thì là ở nhà 256 có trên chính công. Đồ các bác thì mở cả Navitel, Google Map hoặc là Vietmap. Đấy, Vietmap thì nó sẽ có cái tính năng cảnh báo tốc độ khi di chuyển. Đấy, là bản đồ chính hãng. Sử dụng rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì ở đây nó cũng có khu trí cả cái ngày giờ lịch âm lịch dương. Đấy, dự báo thời tiết. Đấy. Và cái quan trọng nhất thì nó vẫn là giao diện mượt mà, cấu hình RAM 464GB, chip 8 nhân hỗ trợ xử lý âm thanh DSP. Đấy, DSP thì đây. Các bác sẽ thấy là cái dòng DSP thì nó hỗ trợ như nào, như thế này. Đấy, có hỗ trợ về cấu hình âm thanh vòm. Đấy, một số các dòng xe mà có cái hỗ trợ dòng DSP thì âm thanh nó sẽ ra hay hơn. Đấy, tí em sẽ chỉnh lại. Ngoài ra thì dòng Z-Stick cái thông minh của nó thì là có hỗ trợ cái giọng nói thông minh ở đây. Đấy, thì các bác có thể bấm cái giọng nói riêng con này thì bác có thể bấm ở đây. Mở video nhạc sàn. Đấy. Đang mở nhạc sàn trên YouTube. Cái dòng dưỡng này ấy, thì là cái nút phím ở đây thì nó bị bê mất, nhưng mà sẽ chuyển lại là toàn bộ sẽ cái phím nó sẽ chuyển sang bên ngoài này các bạn này. Đấy. Đấy, đang giảm lượt này. Đấy. Từ lúc mute tắt âm này. Đấy. Đang giảm lượt. Và khi có quay đấy có thể là mở tự động mở 360 này. Đấy. Đơn giản luôn.
khi mà cái này có tính năng ấy, ở 360 ấy nó có một tính năng rất là hay mà rất ít các cái màn hình nó có các bác nhá. Đó là 360 nó có tính năng gì? Đấy, thì các bác thiểm vào cái mục 360. Ở đây các bác chuyển sang mục 2D này và em hỗ trợ cài đặt cho các bác thấy là những cái dòng cái tính năng tiện ích của 360 của dòng Z-Tech. Đấy, là có cái phần thiết lập mô hình cài đặt khác, thì ví dụ như các bác thể bấm vào cái mục cài đặt khác. Ở đây ấy nó có cái là cái tính năng là tự động chuyển đến 360 khi mà các bác di chuyển ở dưới 20 km/h. Ở đây ấy, các bác có thể setup ở cái tốc độ là khoảng từ dưới 30 hoặc dưới 20. Thì thường là em sẽ setup cho anh chủ ở dưới 20 km/h. Đấy, thì tốc độ này nó sẽ phù hợp. Nếu các bác đi dưới ở cái mức này thì tự động 360 sẽ được bật. Đấy, các bác không cần phải bật nữa. Đấy. Và cái phát hiện tín hiệu báo rẽ. Đây. Phát hiện tín hiệu báo rẽ thì để dưới 20 km/h cũng được. Đấy, hoặc có để tăng lên. Đấy. Ngoài ra thì nó có cái tính năng là camera trước hiển thị này, cam bật camera sau khi gạt sinh nhan. Đây, cái này là có một cái là chuyển tín hiệu radar, một số dòng xe mà có radar. Đấy, có cảm biến ấy thì các bác có thể bật cái này lên. Và có tính năng là bật và xoay xe một lần, tức là khi các bác khởi động xe thì ngay lập tức cái 360 nó sẽ tự động mở 360 và xung quanh xe một vòng. Sau đó thì nó sẽ quay trở lại màn chính để các bác quan sát toàn bộ xung quanh xe trước khi mà các bác di chuyển. Đây là tính năng hiện, tính năng rất là hay. Đấy. Cái tính năng phát hiện tín hiệu báo tín hiệu rẽ này, cài đặt này, ok này, rồi xoay, là camera chụp dàn ok. Đấy. Ở đây nó có cái đặt video, ở đây thì nó có cái danh sách video nhé. Cái dòng này thì được hỗ trợ cái USB 64GB. Đấy. Nên là camera sẽ được ghi hình bốn mắt xung quanh xe. Đây là cái chất lượng camera của Z-Tech. Thì các bác có thể, các bác muốn zoom mở to một cái màn hình, các bác sử dụng ở đây thôi. Đây, các bác có thể thấy là cái chất lượng camera ghi hình này. Quất nhỏ một cái này nó sẽ trở về này. À đây, trở về cái này. Đây. Đấy. Bấm hai bên lại. Đấy, để các bác đấy, hai bên sườn. Nếu các bác có va chạm trước và sau, quan trọng nhất thì là vẫn là hai cái camera trước và sau khi di chuyển, thì hai camera này nó hoạt động sâu nhất, bởi vì thường là sẽ va chạm phía trước hoặc là va chạm phía sau. Đấy, và bắt cái biển số xe. Đấy, các bạn sẽ để ý thấy là đây, camera sau đây, camera sau rất là rộng, nên là sẽ gần như là quan sát toàn cảnh cái quá trình nếu sự như là có xảy ra va chạm thì nó sẽ lưu lại toàn bộ luôn. Đấy, camera lưu cái camera lưu thì nó có cả hiển thị tốc độ đây các bác nhé. Đấy, nên khi các bác di chuyển này có ngày giờ và cái tốc độ di chuyển đây, nên là ví dụ như là các bác có đi tốc độ như nào thì cũng tất nhiên là sẽ theo dõi được ngay. Đấy, đây, tốc độ này, xóa video, bật on, bật mở on lên. Ví dụ như là các bác tắt cái mic này đi thì cái video các bác sẽ không bật âm nữa. Còn nếu mà các bác thì là cái video khi mà lưu lại nó vẫn có âm thanh thì các bác trao đổi trong xe. Đấy, thì các bác tự động chuyển, bắt đầu ở đây hoặc bấm ở đây. Đấy. Đây là cái giao diện của 360. Và lúc nào bác để ý đây, cái RSC lúc nào nó cũng đang chạy đỏ như này thì là hiện tại camera hành trình đang quay. Đấy. Nó đang ghi hình. Nếu là sự trường hợp mà các bác để ý thấy cái này mà nó không quay thì các bác có thể bấm lại kiểm tra xem là có phải nó đang dừng quay không. Đấy. Mở video các sự bấm ở đây thôi, ngay lập tức nó sẽ mở lại video mà các bác đang nghe dở và bị dừng lại. Đấy. Đang giảm âm lượng media. Và cái dòng này thì nó có tích hợp giọng nói âm thanh ở đúng nói ở đây. Đấy. Bác sẽ bấm này. Dẫn đường đến Hồ Tây bằng Việt Map. Dẫn đường đến Hồ Tây bằng Việt Map. Đang chỉ đường đến Hồ Tây trên ứng dụng Việt Map. Đấy. Sẽ mở ngay cái tốc độ giới hạn 50 km/h. Rẽ phải theo hướng dẫn. Đấy. Thì nó sẽ có hiển thị tốc độ dẫn đường ở đây. Đấy. Các bác đi di chuyển bằng Vietmap thì có rất là cái tiện là về cái tốc độ di chuyển cung đường, và nó có cả hỗ trợ check cái camera phạt nguội luôn. Hiện tại nó đang dừng nên là nó camera đôi khi 360 nó sẽ tiếp động kích hoạt mở. Đấy, đây là máy này. Các bác có thể là bằng giọng nói mở camera bên phải, bên trái nếu là các bác đang di chuyển, các bác ví dụ đang muốn đường đông,
các bác có thể là muốn mở camera phía trước, bấm này. Mở camera trước. Đấy. Thì ngay lập tức nó sẽ mở camera trước luôn cho các bạn. Đấy. Các bạn này. Mở camera bên phải. Đấy. Thì bên phải, ngay bên phải được mở luôn. Đấy. Mở camera bên trái. Đấy. Thì bên trái được mở ngay. Đấy. Thì là 360 mình, ngoài cái vấn đề là khi các bác sinh nhan thì tự động cam nó sẽ mở, và các bác khi di chuyển bác cũng có thể điều hướng bằng giọng nói để mở camera nếu là sự như cái nhu cầu mình muốn để quan sát ở cái phía bên đó, thì các bác có điều hướng trước sau trái phải là đều được luôn. Đấy. Rất là tiện. Đấy. Ngoài ra thì các bác cái giọng nói Kiki của Zestech tích hợp nó có hỗ trợ là có thể check phần muộn, ví dụ như là biển số xe của mình là gì hả anh? 30F59642 đúng không anh? Phạt nguội 30F59642. Có phạt luôn. Đang kiểm tra phạt nguội biển số 30F59642. Để kiểm tra à. Anh đã bị một lỗi vi phạm. Đây. Các bác để ý thấy này. Ngày giờ trên. Ngày giờ rõ ràng luôn, ngày 24 không chấp hành lệnh của tín hiệu để giao thông. Có vì vượt đèn đỏ không anh? Đúng rồi, vượt đèn đỏ đấy. Đây là chưa xử phạt này. Đây, thì đây là cái tính năng rất là hay để khi các bác di chuyển một thời gian mà bác kiểm tra lại xem là mình có bị cái phạt nguội hay không. Thì đây này, hiện tại là anh ấy đang bị mắc một lỗi phạt nguội của xe. Đấy, năm phạt đấy. Đây là cái tính năng bản đồ VietMap này sẽ hỗ trợ các bác di chuyển rất là nhiều, tức là cái vượt quá tốc độ. Đấy, nên có đi đường dài ấy, cái dùng VietMap sẽ tiện luôn. Tốc độ khi di chuyển thì nó sẽ hiển thị ở trên này. Đấy, màu sắc nó là radio. Đấy, phần cài đặt thì nó ở một này. Đấy, ở đây thì các bác có thể kết nối mạng. Ở đây cái màn hình của bên em ấy thì ngoài cái việc là có thể là thu wifi và cắm sim. Hiện tại là đây là đã dùng sim 4G rồi các bác. Đấy, mạng wifi này. Các bác có thể bấm vào đây. Mà sáng người là nó sẽ đang dừng xe, nó sẽ bật.